Dưới con mắt của giới chuyên môn, có 3 rapper hàng đầu Việt Nam thuộc nhóm top trong khu vực và sở hữu nhiều bản hit cũng như các hoạt động hấp dẫn, lôi cuốn đông đảo người hâm mộ. Đó chính là LK, Đạt Maniac và BJ. LK là một rapper kỳ cựu, một trong những người đầu tiên đặt nền móng cho phát triển của dòng nhạc rap tại Việt Nam. Thời gian gần đây, LK được công chúng biết đến nhiều hơn ở vai trò giám khảo cuộc thi Rap Việt mùa 2 và King of Rap 2020. Ngồi cùng vai giám khảo King of Rap 2020, Đạt Maniac được biết đến với biệt danh ma tốc độ của Việt Nam với kỷ lục rap 176 từ trong 20 giây. Năm 2018, Đạt trở thành đại diện tham gia chương trình IO, MTV Rap của MTV Asia. Người còn lại trong bộ ba này là BJ đang sở hữu một loạt các bản hit trên thị trường âm nhạc hiện nay như XX Mi cùng với Ami và Masiu, con trai cưng của mẹ. Năm 2020, BJ cũng đã nhận đề cử video của năm cho bài hát Anh Nhà Ở Đâu Thế kết hợp cùng Ami tại giải âm nhạc công hiến Việt Nam. Được biết, LK, Đạt Maniac và BJ từ nhiều tháng qua đã làm việc với Xinh Xinh, nền tảng blockchain kết nối ca sĩ, người yêu nhạc và người hâm mộ để phát hành các NFT dưới dạng những bản ghi bài hát gốc. NFT Avatar là tranh kỹ thuật số của nghệ sĩ được thực hiện bởi các họa sĩ theo phong cách cyberpunk. Việc top 3 rapper này cùng bước chân lên thế giới blockchain và NFT là một dấu mốc đáng chú ý với làng nhạc Việt. Theo đại diện của Xinh Xinh, dự án cũng đạt được thỏa thuận với nhiều ca sĩ danh tiếng tại Việt Nam và khu vực để mở ra các hoạt động cộng đồng và phát hành NFT trên nền công nghệ blockchain trong thời gian tới. Trong một buổi trò chuyện, đại diện của Xinh Xinh cho biết, nền tảng blockchain âm nhạc này là đối tác chiến lược của Okaza, thương hiệu đang cung cấp dịch vụ đầu máy hát cho 20.000 phòng karaoke và gần 200 phòng hát mini tại các trung tâm thương mại trên toàn quốc. Trên nền công nghệ Web 3.0, nơi lưu trữ và vận chuyển các giá trị, chúng tôi có thể cùng với từng ca sĩ xây dựng cho họ cộng đồng riêng. Ở cộng đồng đó, mỗi hoạt động của ca sĩ và người hâm mộ đều tạo ra giá trị và tất cả mọi người trong cộng đồng đều có lợi ích theo sự đóng góp của mình, bà Tâm Lê, đại diện của Xinh Xinh, chia sẻ về sứ mệnh của dự án. Cũng theo đại diện này, Xinh Xinh hiện được đặt tại Singapore, dự án hướng tới phục vụ các cộng đồng yêu nhạc ở Đông Nam Á, Nam Mỹ và Bắc Phi. Nhắc đến LK, mọi người biết đến anh với vai trò là rapper đời đầu của dòng nhạc rap tại Việt Nam. LK là một trong những cái tên đã tạo nên nền tảng vững chắc cho cộng đồng hip hop. Không những thế, LK còn là đàn anh thân cậy của những cái tên đình đám như JT, Bean, Big Daddy, Emily. Với hành trình 20 năm cống hiến cho âm nhạc rap, LK đã trở thành cái tên gạo cội với nhiều chiến tích dữ dội, giúp cộng đồng hip hop ngày càng vững mạnh hơn. Chính vì vậy mà cái tên LK luôn nhận được sự tôn trọng nhất định từ anh em trong giới under Việt Nam, mỗi khi xuất hiện trên bất kỳ nền tảng nào. Năm 2021 được xem là cột mốc đánh dấu 15 năm trên hành trình chơi rap của Đạt Maniac. Những bản nhạc của rapper người Sài Gòn có phần lời chân thật, gần gũi, chất chứa nhiều suy ngẫm về con người, xã hội. Đạt Maniac đại diện Việt Nam tham gia chương trình IO, MTV Rap của MTV Asia năm 2018. Màn trình diễn của rapper Sài Gòn nhận được nhiều sự quan tâm của bạn bè quốc tế, đặc biệt ở việc rap nhanh, một kỹ năng bậc thầy cần nhiều thời gian rèn luyện trong giới. Năm 2020, Đạt Maniac trở thành huấn luyện viên King of Rap cùng những anh lớn như Lil Sat D, LK, Big Daddy. Trong năm 2021, rapper ra mắt Thiên Hà Trước Hiên Nhà, track đầu tiên nằm trong album Sao Đủ Để Bao Phủ. Bản rap lấy cảm hứng từ những sự kiện liên tục xảy ra những năm gần đây như thiên nhiên bị tàn phá, dịch bệnh bùng nổ đe dọa trực tiếp đến sinh mệnh của con người. Hiện tại rapper vẫn đang trong quá trình hoàn thiện album. Album được giới thiệu sẽ là nơi Đạt Maniac phản ánh những suy nghĩ của anh về các vấn đề xoay quanh vấn nạn rác thải, tàn phá môi trường, giết hại động vật bừa bãi. BJ nằm trong nhóm rapper nổi tiếng, có kỹ năng hàng đầu trong giới rap Việt hiện tại. Anh xuất thân từ Under, một thời gây sốt bằng những trận beef gây bùng nổ trong giới. Vài năm gần đây, anh tiến thêm một bước lên con đường rap chính thống và tiếp tục thành công. Video đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu thấy hay và hấp dẫn, hãy để lại bình luận động viên, bấm đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất nhé. Chúc mọi người có thật nhiều sức khỏe cũng như luôn thực hiện tốt thông điệp 5K để bảo vệ bản thân cũng như mọi người xung quanh nhé.